Food xin chào tất cả mọi người, xin chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Thì trở lại cái hoàn cảnh của chị Út đang bị bệnh ung thư, thì GoFood tiếp tục nhận hỗ trợ của các mạnh thường quân. Và hôm nay thì có cô đẹp ở Mỹ có gửi đến cho chị Út là 300 đô để mà tiếp tục điều trị cho chị Út. Và GoFood đang trên đường đi lên Bình Tân để mà trao lại cho chị Út. Hôm nay thì trời cũng có nắng nhưng mà không có nắng gắt bằng những cái hôm trước. GoFood vừa hết bệnh, gọi là mới hết bệnh. Cách đây 2 ngày thì bị sốt và bị viêm amidan. Hiện tại ở cổ thì còn rất là đau và nói chuyện không được rõ, thì mong mọi người thông cảm giùm. Theo như mình thì mình bị sốt là 2 ngày, mọi cảm giác là nó rất là khó chịu. Còn đối với những cái hoàn cảnh mà bị bệnh mà ở trên trang GoFood đã chia sẻ, gọi là những cái bệnh quái ác đó, thì nó còn đau đớn hơn rất là nhiều. Ví dụ như hoàn cảnh của chị Út thì ngoài cái sự mà đau về trong cơ thể rồi bị áp lực các thứ vân vân, nên là mình cũng hiểu và cảm nhận được một phần nào về của cái người bệnh. Đây là cái đường Lê Định Cẩn ở tỉnh Lộ 10 Bình Tân, là cái đường vô nhà của chị Út. Em chào chị nghe chị Út. Dạ. Em chào chị nghe chị Tiền. Dạ. Dạ, để em lấy cái ghế. Thì em thấy chị gầy hôm bữa đó đó chị, cái đang từng rồi đó. Gầy hơn. Chị thấy trong người sao? Đau bụng. Đau à, giờ còn đau bụng. Hai cái tay gầy, hai cái chân hình như sưng nước, đúng rồi. Sưng đây nè. Sưng. Cõi nước đi chị. Có nước xấu gì bệnh lạnh đó. Khỏi, em bị đau cổ, em bị đau cổ không đá không được. Có nước, em có nước. Vậy là cái này đúng luôn nè. Nước mới làm đó. Dạ. Đau, còn đau cái bụng. Đau suốt vậy hả? Bác sĩ kêu thứ tư. Khoảng bao lâu nó đau? Nửa tiếng hay 15 phút hay là sao? Nói chung nằm hoài luôn á. Em nằm đó hoài. Chị nói chuyện được không? Hay là em... Nói chuyện được. Được ha. Em sợ em nói chị, sợ chị gì đau, chị nói không nổi. Nói chuyện được không sao. Mới không có nghe điện thoại, chị nói nhỏ nhỏ vậy. Dạ. Nó kêu thì cũng mở lo lớn. Dạ. Hôm bữa chị nói là đi bệnh viện tái khám đó. Em chẩn họ cái chip á. Dạ. Em chẩn họ cái chip gắn bao nhiêu. À. Cái chip em mình gắn trong người mình. Là nó hóa chất á. Người ta nó gắn bao nhiêu chị? Chưa có nói, nó không nói. Nó biểu rồi, thứ tư lên đi rồi xong rồi kiểm tra toàn bộ lại. À. Rồi xong rồi mới gắn cái chip. Rồi trong đó nó sẽ tính tiền cho mình luôn. Còn cái hổm chị nói là chị lên trên đó rồi phải không? Ừ. Rồi cái dấu mẫu hôm bữa đó đừng lấy người ta xét nghiệm, thì người ta xét nghiệm người ta nói sao? Dấu mẫu thì nó lầm. À. Hôm bữa là nói lấy cái gì đó chị, lấy cái mẫu xét nghiệm rồi để người ta nói tinh khiết. À. Dạ.
Hôm bữa thì em vô đây là chị Út chưa có mặt tả. Dạ. Còn mới mặt tả đây. Mặt cũng 5-6 ngày rồi đó. 5-6 ngày. Hôm tuần trước là em qua là chưa. Dạ. Lúc sau là đi phong ra, đi cầu ra mà không có hay. Không có hay luôn hả? Chạy tùm lum mà ra mẹ đâu có biết đâu. Dạ. Coi tiểu. Tiểu có khi hay. Dạ. Nhưng mà trong cổng này nó ra cái dịch gì vàng á. Dạ. Ra mà mẹ đâu có biết đâu, phải đi tiểu đâu. Dạ. Tự nó ra vậy. Chị có hỏi bác sĩ không? Chưa có lên hỏi, tại thứ tư dạ. Mới lên tiếp. Ví dụ như mình đi khám mà mình xin số điện thoại riêng bác sĩ được không chị? Đừng có gì, có gì cái mình hỏi được không? Thì chị hỏi thử ha. Dạ. Chắc lần sau là xin. Dạ. Mình là mình không biết luôn hả chị? Đau bụng hay gì đi cầu thì mình không biết. Dạ. Tự động nó ra mình có biết gì đâu. Dạ. Mới đang tuần thôi. Sao nó dính tùm lum cái tiền á? Cái gì nó tả gì sai. Dạ. Thôi hai con biết. Tiểu thì biết. Tiểu thì biết. Chị vẫn ăn cháo hả? Ăn cháo. Cười thịt thà là có ăn được không gì tiền? Cái đậu lứt nấu ra nhừ ra như cháo vậy. Dạ. Ăn. Không ăn thịt gì nữa. Tuần trước em lên đó là không có đau bụng mà mới đau đây, rồi mới triệu chứng là đi ngoài là không biết luôn. Nó với đau bụng. Bụng to không? Đó giờ thì nó thoải mái lắm. Nóng lắm chứ sư nè. Nóng. Đó giờ nóng mới nóng dữ lắm. Dạ. Tới mình để tiền. Không có ai cởi quần nữa luôn. Quần mình tả là nóng. Không có mặc gì luôn. Đó có tiền đau hoài đâu rồi. Dạ. Nó mát cũng không bằng bình thường. Dạ. Hai cái tay thì gầy mà sao ở dưới chân lại nó lại phù nước. Em thấy ở đây là cái chân phải không có phù, nó chỉ phù chân trái, đang phù chân trái, chân phải chưa phù. Nhưng mà nó không có nhiều bằng chân trái đây nè. Nó nóng hả chị? Nếu mà có máy lạnh nữa ha. Dạ, có máy lạnh. Lần trước là lau bằng nước đá chứ sinh. Dạ. Lau nước mát thôi. Từ bữa giờ, từ hồi bệnh tới giờ là có sốt hay là nó chỉ... Chứ không có sốt hả chị? Bỏ cục nước đá vô nó lau cho nó mát được không chị tiền? Lần trước là lau đá không nó chú sinh. Đập nhuyễn ra chị tiền. Dạ. Mấy đứa nhỏ đi học hả chị? Mấy đứa nhỏ đi học. Tới chiều mới về. Chiều mới về. Chị để nó nhà đây không có canh được. Hay mắc ngoài. Dạ. Giờ chắc còn khoảng 40 kg không chị? 40 kg hả? 40 kg tính luôn cái bụng bự. Ấm máy đó, xương sườn không à. Thường thường là nó nóng chỗ nào chị, hay nóng nguyên người nó ran hết vậy á? Chị ăn cơm trưa rồi hả chị? Dạ. Hôm nay có cái cô đẹp ở Mỹ có gửi đến chị Út là $300 thì là 7 triệu. Đó, thì em xin gửi cho
cho chị đi. À, số tiền là 7 triệu đây. Cảm ơn em sao. Dạ. Cảm ơn cô Văn Dạ. Dạ. Cái gì hẳn nói là vô quá chất gì đó chị, là gì? Dạ. Là chừng nào vô hay sao? Là thứ tư mình vô, người ta kiểm tra đường tâm cho vô. Thứ tư tuần sau nữa? Dạ. Dạ. Tại bây giờ cô vô đâu được. Dạ. Em mẹ không có men nữa. Dạ, vô không được. Để đăng ký không được. Dạ. Còn chừng nào mới có cái đó? Rồi cái đó bao nhiêu tiền? Dạ, thứ tư. Cái đó bao nhiêu tiền chị? Cái đó bao nhiêu tiền? Dạ. Nó khoảng 2-3 năm trước. Động nó 4 mấy triệu. 4 mấy triệu cái chip đó không hả? Ừ. Còn mấy người người ta có công cách mạng thì cái giá nó khác. Dạ. Nó nhiều loại nữa. Bây giờ mình hỏi nó đâu biết rồi nó nói. Dạ. Để nó dặn rồi nó tư lên rồi bên kia người ta báo giá. Ừ. Cho mình có kiểm tra rồi từ đầu cũng chụp mang CT hay gì làm lợi nhá. Dạ. Qua vậy đó. Chụp máu rồi. Dạ. Em quên cái vụ mà chị làm ở bệnh viện đâu đó là bao nhiêu lâu rồi chị? Chị làm cũng mấy năm đó. Mấy năm. Có hưởng được chế độ cái gì không? Bệnh không, cái này chị làm cái gì làm cái công ty mà. Dạ. À, em hiểu rồi. 60 tuổi còn làm được. Dạ. Quẹ hoặc đi làm cũng được. Dạ. Mình có làm được thôi. Dạ. Hả? Hãy thử lá tía tô thử. Tía tô ăn không vậy hả? Đổ lứt rồi. Chị lo nói lá tía tô làm sao? À, lá tía tô cái gì nãy phải đem lên cho. Cái gì đấy dạ. Cho. Kiểu uống mình thử coi nó giảm nước miếng không? Dạ. Giảm tạp đàm không? Từ bữa có ai gọi hỏi thăm chị hay lên đây thăm chị không? Ở chỗ khác gọi, nãy chị mới nói nghe đó. Đó là có cái chị ở nước ngoài hả? Dạ. Có hình như có cô nào ở đâu Củ Chi không? Củ Chi. Ta cũng điện ta hỏi cách này cách kia rồi chị hả? Dạ. Người thăm là chị ăn uống. Dạ. Mấy chú với đâu tỉnh nào cũng gọi lên kêu là mình gọi hỏi cách ăn uống. Dạ. Chỉ số điện thoại cho thuốc nam ở Cần Thơ mà. Nó nhức chỗ đó hả chị Út? Nhức luôn bàn chân là cái bàn mà. Bị lâu hay là mới bị? Cũng lâu rồi. Thôi em xin phép chị Tiền với chị Út em về à, cho chị Út nghỉ ngơi, chị giữ gìn sức khỏe nha chị à. Thứ tư là đi lên trên bệnh viện ung bú để mà khám lại. Khám hay là người ta cho vô hóa chất luôn? Khám lại thôi, coi sức khỏe như thế nào nữa hả? Với lại cái gì đó nãy chị nói chip á. Nếu mà vô vậy rồi chị có đủ tiền để mà vô cái mua cái chip đó không? Dạ, tính đi không. Dạ. Chị cảm ơn người cái cô nãy. Cô đẹp. Cô đẹp ở Mỹ á. Ờ. Dạ. Cô đẹp ở Mỹ. Có lòng thương chị rất cảm ơn. Dạ. Dạ. Lòng thương tiếng chị. Dạ. Lại những mạnh thường quân hồi trước đó nữa, cảm ơn lần nữa. Dạ. Dạ. Giúp đỡ cho mẹ. Dạ. Cảm ơn chú sinh nhiều. Dạ không có gì. Ở trên kia cũng trên kia chưa nóng chạy. Dạ. Thôi chị nghỉ ngơi nha. Em về. Dạ chị. Em về anh chị Tiền. Dạ. Dạ. Chú sinh uống thêm nước. Dạ. Uống thêm hấp nước.